với tôi là green là tốt. Em chào anh Hải nhé. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của nhà đẹp Green. Thì qua cái công trình vừa rồi thì giờ nó đã hoàn thiện xong, anh đã ở, thì giờ cái cảm nhận của anh về cái không gian nhà khi có bản vẽ thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì anh cảm nhận cái không gian ở thế nào? Nói chung là hợp lý, thoáng đãng và bố cục rồi công năng rồi, nói chung mọi cái không gian rồi cửa đảng rồi mọi cái nói chung là tốt. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ về không gian rất là tốt đúng không ạ? Thì nếu mà anh có cái chia sẻ về cái bạn chuẩn bị xây nhà thì anh có những cái chia sẻ như nào cho các bạn? Thì nếu như các bạn xây nhà thì cũng nên là thuê một nhà thiết kế, với tôi là green là tốt. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Quý vị các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website của công ty 1001mẫunhadep.com. Ở trên đó thì công ty thiết kế nhà đẹp Green đã chia sẻ lên hình ảnh thực tế rất nhiều các công trình mà công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho toàn bộ khách hàng trên cả nước. Quý vị các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu thêm về các mẫu nhà đẹp khác, hoặc quý vị các bạn có thể ấn nút đăng ký kênh YouTube Phạm Tuân để được nhận chuông thông báo về các mẫu nhà đẹp mà công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho khách hàng trên cả nước. Xin chân thành cảm ơn.